Clip này cửa hàng lên sóng hai sản phẩm cũng như là báo giá cho anh em chơi. Giá cực kỳ tốt luôn, giá rẻ luôn đấy anh em ạ. Một con âm ly cổ đèn vu của Sony và một cái thớt đầu đĩa MD dành cho anh em nào thích chơi đĩa MD của Nhật. Đĩa MD thì nó tiếng sẽ hay hơn đĩa CD các bạn nha. Này thì nó tầm một gang tay. Đây là thớt đầu đĩa MD các bạn nha. Cái đĩa nó vuông như này này. Đấy. Đĩa này thì chất âm nó sẽ trong và nó rõ hay hơn CD. Anh em nào chơi thì sẽ biết. Cả báo giá luôn. Cái đầu này thì giá 1 triệu nha. Để chuyển tín hiệu vào âm ly anh em nghe nhạc. Còn âm ly này thì giá 2 triệu. Hàng bãi zin luôn. Chạy xò than 4 con, xò nhí, xò nhỏ. Đèn vu vẩy rất đẹp luôn. Anh em chơi vào những đôi loa cổ từ bát 25 đổ lại rất hay. Bát 20, 25. Loa Buxel. Bát chép, lao lớt cũng có. Mặt tiền các bác có thể thấy là đẹp xuất sắc luôn nha. Mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Trên 1 triệu, dưới 2 triệu. Đó. Quay mặt sau nhá. Quay mặt sau này. Đây là con âm ly cổ nên anh em ghép vào những đôi loa vừa nghe rất hay. Điện 100V, đánh một cầu loa. Đấy. Đường ra đường vào nhạc. Đây đằng sau của thớt đầu. Đầu mắt đọc cực tốt anh em nhá. Gió vút mây ngàn tàng đêm khe núi đâu dễ sờn lòng người đi cho những người mình thương mến. Cho tương lai cho tiếng hát vọng ngày nào cài lên hoa. Con đầu này nó làm rất là chắc chắn luôn. Như kiểu là chống động đất anh em ạ. Làm như kiểu đầu quân đội, đầu chống động đất ấy. Mắt đọc rất tốt luôn. 1 triệu, 2 triệu. Đấy là giá báo tại cửa hàng các bác nhá. Minh Audio Hà Đông Hà Nội. 0941 891 914.